tôi tên Trần Ngọc Hiện, trưởng phòng đào tạo của công ty cổ phần đầu tư KZ Việt Nam, doanh nghiệp đang có sức bứt phá mạnh mẽ trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và thời trang. Bạn đã, đang và sẽ là một nhân viên bán hàng. Tuy nhiên, bạn thường xuyên bị đặt ra trong đầu mình rất là nhiều những cái thắc mắc, rất là nhiều những trăn trở. Bạn đã từng nghiên cứu khá là nhiều tài liệu, tuy nhiên ở đó bạn mới chỉ tìm thấy những phương pháp chung chung, chứ chưa đi vào giải quyết từng tình huống cụ thể mà bạn đang gặp phải. Bạn lấy được cảm tình của khách, bạn thuyết trình hay nhiều một MC, tuy nhiên cái điều cuối cùng mà chúng ta cần đạt được thì bạn lại bị thất bại, đó là không chốt được đơn. Tất cả những vấn đề đó đang khiến bạn ngày đêm trăn trở và lo lắng liệu mình có phải được sinh ra để là một nhân viên bán hàng. Thưa các bạn, tôi cũng là một nhân viên bán hàng, và trước đây tôi cũng đã từng gặp phải tất cả những thắc mắc của bạn. Có một điều may mắn là tôi đã tìm ra được giải pháp cho chúng, và hôm nay muốn chia sẻ với các bạn trong khóa học của chúng ta. Cái giải pháp đầu tiên đó là tôi sẽ đưa ra cho bạn một hệ thống kiến thức kỹ năng toàn diện từ cơ bản đến chuyên sâu để bạn có thể thực sự tự tin khi tác chiến trong lĩnh vực của chúng ta. Giải pháp số 2 mà tôi mang lại đó là tôi sẽ đưa ra khá là nhiều những tình huống cụ thể, và ở đó với những phân tích sâu cũng như cặn kẽ thì bạn có thể áp dụng nó được ngay lập tức khi chúng ta đi ra ngoài thực địa. Và giải pháp số 3, tôi sẽ giúp các bạn chốt sale ngay từ khi tiếp cận, chứ không phải sau khi chào hàng chúng ta mới làm công việc đó. Bởi nếu như vậy thì có lẽ cơ hội đã trôi qua và bạn sẽ mất quá nhiều thời gian với một thương vụ của chúng ta. Khóa học tuyệt đỉnh để chốt sale mà bạn đang tiếp cận sẽ mang lại cho chúng ta được những lợi ích nào? Lợi ích đầu tiên, bạn sẽ hiểu được bán hàng là một quá trình, và trên quá trình đó, nếu chúng ta nắm bắt được những công thức, những bí quyết thì bất cứ ai cũng có thể bán được hàng và chốt được đơn. Lợi ích số 2 mà bạn nhận được sau khóa học đó là những hệ thống kiến thức, kỹ năng cần thiết để bạn có thể thực sự thành công trong hoạt động tiếp cận, chào hàng, vượt qua phản đối và chốt đơn. Đấy là lợi ích số 3 mà chúng tôi có thể mang lại được cho các bạn. Với tất cả những tình huống đã được phân tích sâu và cặn kẽ thì bạn có thể áp dụng chúng được ngay lập tức sau khi khóa học kết thúc. Và cuối cùng, tôi mong muốn đây sẽ trở thành một cuốn cẩm nang, luôn hành trang để mỗi khi các bạn gặp những khó khăn, những thách thức trong công việc của mình thì bạn sẽ tra cứu vào đó và tìm ra được hướng đi, một hướng mở cho hoạt động của mình. Hãy nhanh tay đăng ký khóa học ngay bây giờ để có thể tham gia đội ngũ sát thủ chốt đơn cùng tôi.